Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới an lành hạnh phúc. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 mình xin cập nhật tới quý vị những cái tiến độ mới nhất và những hình ảnh thi công trên hai trụ chính dây văng. Tới ngày hôm nay thì bên đơn vị thi công cáp dây văng tiến hành lên cáp dây văng bó số 4 cho trụ V20. Các anh đang dùng cầu tháp đi chuyển ống cáp vào vị trí. Bó cáp số 4 này có kích thước khá dài rồi thưa quý vị, chiều dài là 35m.
PM19 thi công rất nhanh thưa quý vị, đã bắt đầu lắp đặt cốt thép mặt cho khối dầm K3 rồi. Khối dầm K3 trụ PM19 dự kiến sẽ đổ bê tông vào ngày 7 tháng 11. Còn bên đường dẫn bờ Bình Đức các anh cũng đang tiến hành thi công lắp đặt cốt thép cho bản mặt cầu số 8.